Chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đang vô cái vườn dâu này tự hái được các bạn. Thì bà con chủ vườn cho mình vào hái, người ta bán ký là 15.000 tại vườn các bạn. Bây giờ mình đang chia sẻ cho quý chú anh chị xem nha. Chín tám còn không? Lấy hết luôn đi. Còn nhiêu tờ vậy? Rồi bây giờ tàn cuộc mình đi xe đi ra về ở vườn dâu Thiên An. Đây trên đường mình ra về các bạn ơi, cũng còn nghía nghía được mấy trái dâu nha. Bây giờ mình đi ra ngoài về. Ở phía sau này thì dâu này dâu xanh. Này là ăn khục. Đây, bên này rất là đông luôn các bạn ơi. Bên này đã đang đây. Đi vô tự hái. Đi vô. Đi. Đây, hình ảnh đang đâu đây? Làm gì nữa? Đây, đi vào vô dâu. Rồi đi vô trong hái dâu kìa. Đây bây giờ tiếp tục đi vô vườn dâu hái dâu để phục vụ quý khách coi nhìn té à con. Đi vô. Măng khục. Đây, đi hái dâu ơi. Ô bên bển nè. Sông nước miền Tây. Rồi cuộc sống miền Tây luôn. Cái này nó lên ba kênh luôn, chứ chợ miền Tây luôn. Đây đi vô vườn giá dâu luôn. Bên này đi xong bên này cho hái luôn. Đây. Đây. Mới hỏi á. Cái gì? Cái đèn á. Đèn để mà bắt mấy con gì á. Nó bắt ruồi phải không? Bắt ruồi bắt kiến gì phải không? Đ
đây hình ảnh anh bẻ dâu các bạn ơi. Rất là vui luôn các bạn, khi mà đến vườn dâu ở đây có chỗ tự chọn nè, mình vô mình chọn từ gốc luôn nè. Đây. Đây, mình tiếp tục đi qua đây nha. Đâu, quay luôn, đây mấy em ở trong thành đó, ở trong vườn dâu phải không? Phải không? Chào ơi, chào ơi, chào ơi. Sắp trăng qua đó. Sắp trăng qua hả? Trăng còn em. Ủa, còn em hả? Chị đi sắp trăng luôn hả? Ủa, mình đây cũng sắp trăng vậy? Ở đây nè. Ở bên Mỹ Xuyên nè. Em được ngoài Đỉnh Chơi. À, Đỉnh Chơi vậy? À. Gần chợ, ngang Mai Viên á. Ở bên đó quán cà phê Phụng Giao á. À. À. Rồi, chúc đi ra chơi vui vẻ. Rồi, đây bây giờ tiếp tục vô các bạn ơi. Ở này có cây sầu riêng các bạn. Đây, bây giờ mình đi vô này, chỗ này giờ ở đây. Hơi bị mưa rồi các bạn. Đây, bây giờ đò. Đây, bây giờ mình sẽ review cho các bạn thấy dâu. Quá đã luôn nha. Đây. Dâu này một cây nha các bạn, mà trái nó nhiều. Bên này thì được bẻ nha các bạn. Rồi hồi nãy bên kia mình đi là khách vô cái vườn đó, bên kia người ta không có cho bẻ đâu đó. Mình chỉ có ăn uống, phục vụ ăn uống với người ta cho mình chùm dâu á. Còn bên đây là mình được bẻ, được lên cây bẻ luôn. Nhưng mà mình vô vườn mình cũng đừng có bẻ mấy trái non quá, mình bẻ mấy trái già để mình ăn được. Chứ để phá dâu của người ta công, người ta kêu cũng cực nha. Các bạn đến thì mình lựa những cái trái dâu ngon á, mình bẻ được rồi, chứ đừng có phá trái của người ta, công cực cực lắm á. Quá trời các bạn ơi, vô nhìn ở dưới gốc cây dâu là trái đã quá trời đã luôn á. Hiện nay thì Thanh đang đứng trong vườn dâu thì đang bị mắc mưa nha các bạn, cho nên cũng tranh thủ lẹ lẹ để mình tránh các bạn, tại vì mình đang đứng trong này đã mưa. Quay hình ảnh nó cũng chưa có vừa đẹp đẹp đâu, tại vì mình Thanh đang muốn chia sẻ đến những cái hình ảnh thực để gửi đến với cô chú chị xem. Lên bẻ lại đi. Bẻ chùm bự bự ra bay hơn, bẻ lên rồi thì bỏ vô đó luôn á. Cái chùm á, cái chùm á đeo lên bẻ luôn các bạn. Đây. Đu lên cây đại đi. Có chừng lụng á rụng mới sao á. Bẻ luôn. Đây thì trái này mới ra các bạn, ra bông, bông dầu. Mưa lớn rồi, bây giờ Thanh cũng xin tạm dừng nha nghe. Mưa rồi. Giờ mình đang leo lên trên cây nó bẻ luôn các bạn ơi. Đây, ảnh mình đang leo lên cây các bạn. Ô, leo rồi, hơi mệt quá vậy ta. Mình cũng nhắc nhắc cái tay lên các bạn ơi. Đây, mình đang leo lên. Nè.
chú anh chị xem đi cản cảnh cho bạn thấy nha. Anh làm anh nói gì vậy? Anh làm sao? Ông anh nói gì vậy? Đây. Đây 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 đây. Đây đây mình đang leo lên luôn. Ngủ dâu nè theo ơi. Leo lên cây luôn. Rất là vui nha. Đây. Đây mẹ 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 mẹ. Cái gì đó nào vậy? Cái ai? Rồi thả nó đi, đi đi đi, buông ra buông ra chó đi đi. Rồi. Chạy đi chia cho ba người mà. Trời ơi. Mẹ ơi. Đó chồng kẹt, chồng kẹt kìa. Ê đừng có chạy con. Ê nắm tay em lại, nắm em lại, ôm em lại. Rồi. Ôm em. Đang đu cây các bạn. Đây trời trời chuyển mưa. Ê ôm lại, ôm lại. Rồi. Hái dâu nè. À, quá siêu luôn chứ mỗi ngày mỗi leo hả em? Hỏi vậy gần quá. Mình nãy leo lên mình đứng chở thôi. Ê mẹ mày leo cứ kỹ coi chừng của mày rớt ha, hai trái dâu nha mày. Dâu mày kỹ kỹ chút à. Ờ cái đó ngọt không lộc? Mày thử đi. Hả? Ăn thử hả? Ê ê, lộc lộc sao xin đầu kìa lộc. Sao mà nghe cái chụp chụm. Đừng có dành leo lên nghe lắng. Thôi. Làm gì mày ngu dữ vậy ta nào? Hả? À, làm gì ngu dữ vậy? Ờ cây này ngọt nè. Ngọt không? Hồi nãy bị vụ rồi, kệ đi bẻ gì nhiều chút xíu. Bẻ là dâu chua. Rồi, rồi. Ổn không? Hai chùm luôn rồi. Hai chùm bự luôn á. Vui quá, bẻ vô vui quá. Một tay xin tạm dừng video tại đây, xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của Sông Nước. Một tay xin tạm biệt. Còn mấy chục nữa.